bạn, hôm nay Taylor sẽ chia sẻ cách nấu chè đậu ván. Thì nguyên liệu nấu chè đậu ván thì rất là đơn giản luôn các bạn. Cái đậu ván này thì Taylor ngâm 200g đậu ván mà khô á các bạn, và xong rồi mình đi ngâm khoảng chừng 6 tiếng, 6 tiếng sau thì nó nở ra giống gì đây. Cái đậu ván này là Taylor mua ở chợ đã lột vỏ sẵn rồi các bạn. Thì về mình chỉ ngâm nước thôi thì nó đã chẻ cái làm hai giống như đậu cà vậy các bạn. Rồi, ở bên đây thì Taylor có một bó lá dứa nhỏ nhỏ. Đây là đường thốt nốt. Taylor có thêm nước cốt dừa, Taylor nấu 200ml. Đây là bột năng, Taylor nấu 1/3 cup. Rồi đây là 1/3 cup nước. Rồi, để bắt đầu thì Taylor đem đi cái hấp cái đậu ván này lên để cho nó chín nha các bạn. Rồi các bạn, Taylor để trong cái rổ này, mình hấp trong cái rổ này luôn nha. Mình để lên cái son giống vậy đây. Rồi xong đó sau này Taylor sẽ lấy cái nắp son này đậy lên trên trên đây nè. Mình hấp khi nào mà cái đậu này nó chín thôi nha các bạn. Rồi bây giờ mình kiểm tra coi đậu mình chín chưa nha. Lăn qua. Đây nè các bạn, mình có thể lấy một hạt đậu, mình coi, mình bóp coi nó mềm hay chưa. Còn chưa các bạn ơi, nó còn hơi sượng sượng, có nghĩa là nó chưa có chín. Bây giờ nó nhìn đẹp hơn rồi nè các bạn. Có mấy hộp nó bể ra rồi nè, có nghĩa là đậu nó chín rồi các bạn. Rất là mềm luôn. Nè, ra bọt luôn nè. Rồi bây giờ mình tắt lửa, mình lấy đậu ra nha. Mình để đây cho đậu nó gáo lại, nó khô lại các bạn. Rồi trong đây Taylor có 700ml nước, Taylor bỏ vô cái son này. Taylor sẽ bỏ vào một bó lá dứa này cho nó thơm nè các bạn. Sau đó Taylor sẽ bỏ hai viên đường thốt nốt vào đây. Rồi mình bỏ vào một tí muối luôn các bạn, khoảng chừng 1/8 muỗng cà phê muối cho cái đường nó dịu lại nha. Taylor sẽ nấu cho cái đường này nó chảy ra hết. Taylor sẽ làm cho nó tan hai cái viên này trước nha các bạn, hai cái viên đường này trước nè, để coi đậu ngọt ra sao. Nếu mà thiếu thì có thể thêm một viên nữa nha các bạn. Đây là cái cup 1/3 cup nè các bạn. Hay là lấy được 1/3 cup bột năng, hay là bỏ vô cái đường này. Mình sẽ bỏ vào một tí nước, mình hòa cho nó tan ra. Mình bỏ nước vô đây, lấy cho nó tan ra. Bây giờ đường cũng tan hết rồi các bạn. Đường cũng tan hết rồi, hay là bỏ thêm một bịch đường vanilla sugar. Bỏ đường vani vô cho nó thơm nữa. Rồi trong đây Taylor đã bỏ thêm một thẻ đường nữa các bạn. Tại vì hồi nãy nó chưa có đủ ngọt. Và bây giờ nó có cái nước màu vàng, cái màu vàng rất là đẹp luôn. Taylor đã cho cái nước lá dứa này nó sôi thêm tí nữa, Taylor vớt ra nha các bạn. Cái lá dứa này mình không có để lâu được, để lâu nó bị đắng. Rồi, thế là lấy cái lá dứa nó ra nè các bạn. Sau đó mình dặn lửa nhỏ xuống. Nhỏ thiệt nhỏ nha các bạn. Rồi bây giờ mình khuấy cái bột này nè. Rồi mình mở lửa nhỏ xuống, mình khuấy cái bột này. Mình đổ vào đây. Để cho nó cái lửa nó sôi tim tim lên thôi. Khuấy nhẹ nhẹ các bạn. Rồi mình tiếp tục bỏ vô bột cho tiếp nha.
cái này mình phải dùng lửa nhỏ các bạn. Nếu mà mình dùng lửa mạnh quá nó lên bọt khí rất là nhiều. Rồi, thế là để lửa nhỏ thiệt nhỏ để cho cái nước nó trong lại các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ từ từ bỏ đậu vô. Bỏ đậu lại mình sẽ khuấy sơ sơ lên các bạn. Đều hoạt động ra được nha các bạn. Wow, đậu sệt rất là vừa phải luôn nè. Cái hạt đậu thì nó còn nguyên luôn nè các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình có thể tắt lửa, mình đi nấu nước cốt dừa các bạn. Hai trăm ml nước cốt dừa là nửa lon nước cốt dừa này nha các bạn. Sau đó thì là sẽ cho vào 1/3 cup nước. 1/3 cup nước. Để cho vào 1/3 muỗng cà phê muối. 3 muỗng cà phê đường. Rồi mình sẽ nêm cái nước cốt dừa này theo khẩu vị gia đình mình nha các bạn. Thay lời thì thích ngọt ngọt mặn mặn. Ở bên đây thay lời có một nửa muỗng canh bột năng, mình cho tí nước vào. Mình sẽ khuấy cái này cho nó tan ra. Rồi nước cốt to lên này các bạn. Rồi thay lời vừa quậy mình vừa bỏ bột vô. Tới khi nào cái đậu sệt vừa phải mình thích thì ngưng nha các bạn. Rồi sau khi mình bỏ bột vô, mình sẽ để cho nó sôi lại các bạn. Sôi lại cho nó chín bột á, rồi mình mới tắt lửa. Rồi mình có xong một nồi kia. Rồi bây giờ mình múc chè ra thôi các bạn ơi. Đây. Wow, chè nhìn ngon ghê chưa. Mình bỏ nước cốt lên nè. Chè đậu ván nè các bạn. Wow, các bạn nhìn cái chén chè nè. Đẹp ghê đẹp luôn á. Nước chè thì trong veo. Rồi đậu thì còn nguyên hột rồi các bạn. Còn nguyên hạt luôn á. Đậu rất là bùi luôn. Còn nước cốt thì là để một bên. Rồi bây giờ thì rồi sẽ chia sẻ ăn và chia sẻ với các bạn nha. Các bạn không biết các bạn còn nhớ cái này không? Cái bịch này thì là bỏ vô cái bịch á, là nhớ lúc mà hồi còn đi học không, hay là mấy cô bán ngoài chợ á, hay mình mua về á, hay treo bịch trên cái gánh á. Cái này là để nhớ lại tuổi hồi xưa. Wow, cái này mình ăn thì mình cắn cái góc này nè các bạn, rồi mình nút thôi. Rồi bây giờ thì là ăn thử nha. Ăn rồi sẽ chia sẻ với các bạn nha. Cái chè này là mình phải ăn nước cốt nhiều mới ngon. Wow,
Rất là thơm luôn. Cái đậu thì nó bở, nó bùi bùi. Chè thì đậu ngọt vừa đủ các bạn. Nước cốt dừa thì rất là béo. Rất là ngon. Cái nước chè các bạn thơm cái mùi lá dứa, thanh thanh cái mùi lá dứa với lại cái mùi đường vani nãy thay là bỏ lại vô á. Ăn rất là hấp dẫn luôn á. Cái độ sọt cũng vừa đủ nữa. Nó không có sệt quá nè các bạn. Khi mình múc lên nó còn chảy nè. Cái nó nước cốt nè. Bỏ nước cốt nhiều mới ngon. Rồi, hay là mong rằng các bạn thích chè đậu ván của Taylor ngày hôm nay. Nếu như mà các bạn thích, xin vui lòng bấm like. Và đừng quên bấm luôn cái nút subscribe dưới cái màn hình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Bye bye.